Vâng, xin chào bác, chào anh em. Mấy ngày hôm nay thì quay mic cho bác nhiều quá, không quay vang. Các bác cũng hỏi là nhà hết vang rồi à? Thì hôm nay thì em quay cho bác, giới thiệu cho bác một cái mẫu vang mà em khẳng định luôn, chắc chắn một điều luôn là các bác sẽ cực kỳ ưa thích. Ở trước mặt các bác đây là một trong những cái mẫu vang cơ nai số chính hãng của Putin. Putin trước đó thì khoảng tầm hơn một năm trước thì chưa có đơn vị phân phối trực tiếp tại Việt Nam. Bây giờ thì đã có công ty là trực tiếp phân phối hàng của Putin tại Việt Nam rồi. Thì đây là một mẫu vang cơ nai số mà em cũng lựa chọn. Bởi vì cái mẫu này không phải lý do bỗng nhiên mà em lựa chọn một cái mẫu này giới thiệu cho bác anh em. Đây là cái dòng vang nâng cấp lên từ dòng vang cơ nai số huyền thoại trước đó của Putin mà anh em cực kỳ quen thuộc, đó là Putin K15FX. K15FX trước đó thì nó là đời trước cả những con K320, nhưng anh em sử dụng vẫn ưa thích K15FX. Đây là một trong mẫu bản nâng cấp của nó, giữ nguyên được cái cốt lõi của thằng K15FX trước đó nhá. Đó là cái 8 chế độ FX này, nó quay kỹ hơn về 8 chế độ này. Cho các bác anh em bây giờ mua những cái mẫu vang như là TD-Q800 Plus chẳng hạn, Q800, Q800 Plus, hoặc rất nhiều cái những cái mẫu mà có 8 chế độ này. Nhưng mà thực ra thì những cái mẫu đấy nó làm ra để cũng là để trang trí nhiều cho đẹp thôi. Chứ còn đây với là 8 chế độ thực sự cho các bác, 8 chế độ rõ ràng riêng biệt từng chế độ các bác sử dụng luôn. Thường thì anh em sẽ sử dụng ở chế độ 5. Các bác bảo là hay là để chế độ 5 nên nó ở giữa nửa nó dễ à? Không, không phải các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy ở đây luôn. Delay, Room này, Echo, Reverb này, nó chia ra các chế độ khác nhau. Như các bác chỉnh vang số ở các mode khác nhau ấy thì các bác lựa chọn em này, thì nó như có cài sẵn 8 mode vào cho các bác vậy. Chip xử lý con này cực kỳ hay các bác nhé. Đây là tiền thân của nó là Putin K15FX. Bây giờ nó đổi tên sang và được nâng cấp lên rồi, vì tên nó trở thành là Prabird 5FX. Màu đen của nó các bác nhé. Hàng mới nguyên thùng nguyên hộp. Và nó thay đổi một chút ở những cái giao diện nữa. Ngoài chất lượng thì được nâng cấp thì còn cái giao diện thay đổi một chút xíu, phù hợp với thị hiếu thị trường hơn. Theo như sự đánh giá của em thì em thích cái màu của em Prabird 5FX này hơn là những cái màu xanh trước đó của Putin. Nhìn những em này nó sang hơn, nó dễ lắp ghép đồ hơn. Màu bên nó chia nửa luôn, một bên màu đen. Đấy, bên màu đen và bên màu này là màu xám ghi thì đúng hơn, chứ không phải là màu trắng, nó không phải là màu trắng. Màu trắng thì nó phải như cái những chữ của bên em này. Đấy thì nó màu trắng, con này thì màu xám ghi. Nhìn đẹp, trang nhã và rất là sang các bác nhá. Nhìn này nó chính là phải nói là sang mới đúng. Thùng hộp thì chắc là các bác cũng cái này đây, quay thùng của bác. Trên những em này thì có tem đây, tem chính hãng đây các bác nhá, tem quét check chính hãng luôn, thương hiệu quốc tế 28 năm đến từ Mỹ. Đấy. À em xin lỗi, đến từ Đức, Germany. Đấy, bị hơi bị níu lưỡi một chút. Đấy, thương hiệu của Đức các bác nhá. Quay một chút về phía sau cho bác này. Phía sau thì phía sau cái em này thực sự ra thì em đánh giá nó một cái điểm trừ rất là lớn. Đó là bây giờ cái công nghệ 4.0 rồi thì tối thiểu thì cũng phải là có thêm cổng quang Bluetooth, nhưng em này nó vẫn theo truyền thống trước đó, đó là nhất quyết là không. Ông nào có cổng quang thì có, Bluetooth thì có, nhưng mà nhất quyết nó không. Đến cổng quang si con này cũng không có các bạn. Đây các bạn nhìn, nó chỉ có hai cổng vào đây, hai cổng vào bằng hoa sen này thôi. Vẫn giữ nguyên cái chữ đây là chỉnh này, chỉnh cổng cắt súp này. Đấy, những súp ra nó vẫn để do ra bằng 6 ly. 6 ly này thì cũng dễ hiểu thôi, vì là nếu như sau mà như những em vang này mà để cài hết tất cả bằng ca lông này thì nó lại nào phải làm dài một đoạn này nữa. Ông Putin này ông thích cái bản thiết kế bảo mạch nó hơi đặc biệt một chút xíu. Nên các bác nhớ nhá, chỉ có hai cổng ca lông này ra thôi. Đấy, chỉ có hai cổng ca lông này để mà ra nhạc thôi nhá. Còn những cái cổng như ở bên này là đây, nó ghi rõ cổng mic đấy các bác nhé. Các bác nhìn phải nhìn để ý rõ nhé. Đấy, cổng mic phía sau này, cổng center này, center là cổng trợ nhạc, trợ lời đấy. Còn là hai cái để dùng các bác chỉnh cổng trợ lời. Cái này chỉnh ba sub bass và chỉnh cổng center là riêng biệt ở phía sau luôn nhá.
các bác nhìn chỉnh bát chép này, center volt này, ở bên này cũng thế. Đấy. Chọn giải tần và âm lượng của súp đây. Còn cái này thì cái cổng SRSNA này các bác có thể là kết nối ra để nhạc hoặc mic ra cũng được, tùy các bác có thể chỉnh ở đây, hoặc các bác muốn cân cả mic và nhạc cân thì các bác để những cái nút này ở 12 giờ. Đó. Cái này thì nó không thay đổi quá nhiều, thì về đấu nối rất đơn giản thôi. Đấu nối cái này quá đơn giản vì nó chỉ có hai cổng ca lông ra, các bác kết nối bằng cổng ca lông ra một cái xuống đẩy xuống âm ni thì nó sẽ có dây riêng nhau. Các bác mà muốn lấy thì các bác cứ nhắn em thì em sẽ gửi cho bác. Thì các bác về cắm cái đầu này xuống âm ni hoặc đẩy thôi. Quay lại mặt phía trước của nó nhá. Quay lại mặt phía trước này thì em có thể nói rõ hơn cho bác này về một số tính năng của em này. Thì ở đây nó sẽ có hai cái preset này. Preset này đây là giới hạn. Đây là nút giới hạn các bác nhé. Hai cái nút giới hạn này, giới hạn âm lượng mic hoặc giới hạn âm lượng nhạc. Để làm gì? Để tránh trường hợp khi mà mình mở lên nhiều người, người ta không biết mà người ta cứ ngồi người ta vặn lên này, người ta vặn hết mic lên, lúc mà mình không biết mình bật công tắc bục nhạc nó vào, nó gây ảnh hưởng đến cái loa, công suất lớn quá bị ảnh hưởng đến loa chẳng hạn. Đấy, chỉ thế thôi, chứ còn chỉnh con này thì reverb xịn sò rồi, reverb quá xịn sò, effect quá mượt mà các bác nhá. Nên các bác có nhu cầu về em này các bác liên hệ trực tiếp với bên em. Em sẽ có video mà để test thử tiếng và mic và tiếng nhạc cho bác nghe về em này. Video này nó hơi dài rồi, gần 7 phút đồng hồ giới thiệu lại cho em cái Wooten Brabus 5X cho các bác các anh em rồi. Hàng chính hãng của Wooten. Giá thì các bác cứ liên hệ để có giá tốt các bác nhé. Các bác nhớ liên hệ em để có giá tốt. Cái này giá niêm yết của em nó thì các bác có thể tìm bất kỳ đâu trên thị trường. Còn các bác đến với Quyết Audio thì luôn luôn có giá ưu đãi cho các bác. Và tất nhiên giá này thì anh em có nhu cầu thì gọi điện trực tiếp cho bên em. Bên em sẽ để cho các bác giá cực kỳ hợp lý luôn. Rồi, video cũng khá dài. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên em qua hai số điện thoại. Hoặc có nhu cầu đổi các sản phẩm nên thì các bác liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc điện thoại đều được. Anh em đang xem thì nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Xin mời các bác, xin mời anh em.